Vâng, đây là cảnh nước lũ ngập bản Đê Chia Xe, xã Pú Nhông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đây, nước ngập hết những cái mái nhà như thế này. Đây là cảnh trời mưa hôm sáng mùng 1 tháng 8 năm 2015. Đây, ngập hết cả cái bản này. Bên kia rất là nhiều nhà nhưng chỉ còn mái nhà thôi. Đây. Đây, ở khu vực này có 4 cái nhà ngập hết, không nhìn thấy. Đây, ngập hết nhà như thế này. Đã nó lũ rò đê chia xe xã Pú Nhông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Mò xe y lũ dì lì dòng ót xanh cậu chi mà đê lò nha lũ rò nó lì nó đây. Sao lại sao này? Nhà ta thế chế tao nó bỏ dạy rùa sư đấy. Nhà ta tỷ nó mới lưu lưu chế plo tả nhau nó lại không đấy. Có một cái nhà ngập hết ở trong này rồi. Còn cái nhà này này ở trên cao nhưng mà nó ngập hết như thế này cơ. Lợn gà rồi là tivi tủ lạnh người ta không lấy ra được. Nó đây trên nhát tả thì nó này lấy cái tivi tủ lạnh mà bớ chọn đây tả anh bùa xin ạ. Nhân gian đại lũ chế nào họ mà mua p lũ chế mà plo tả chỉ bỏ chuối lũ nhau thì nó đây là về cứ hàng này về lỗ bổ sung về nó nói nhà tài thì nó lũ rò nó nhà tài đây là cảnh nước ngập bản đề chia xe xã Pú Nhông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đây là do cơn mưa rạng sáng ngày mùng 1 tháng 8 năm 2015. Ngập hết nước chảy trên khe này về. Ngập hết cái bản này. Ngay ở dưới trong này là có 4 cái nhà ngập hết. Đây, ngập hết. Còn một cái nhà trôi ở trên này theo con khe suối nước này chảy xuống dưới này. Đây, chảy xuống dưới này. Đấy, ở tích dưới kia. Đấy, cái mái nhà này là trôi theo nước xuống dưới này. Đấy. Trôi hết xuống dưới này. Nương ngô, lúa, đậu tương, sắn của dân ngập hết. Ừ. Lúc chế là nó mà trong bể nó chảy từ cửa hàng là một đồng ra chỉ bao lên thì luôn nhau bồn ra cửa hàng ra khoản tù thôi. Ừ, trong bể nó nó trong tàu từ cửa lúc cửa hàng tủ đen nó nó này. Ừ, nó trong tàu phải nó nó để nó mà mua bao lúc chế nha nó lo tả chuối luôn nha thì à, mua lúc chú chế mới lúc đầu chậu tivi này đấy. Mà họ nó mua plau lúc chế plau tả chú ý lu lúc nó nho xe dầu sọ to chú xuống thì nó còn này nó y lu lúc nó nho xe dầu chạy xuống mình chỉ đi nó
ở chỗ bộ thì nó nhau sẽ rồi mà số do vua nhau sáu thế lấy mẹ cái mềm bùa mày chua dành chua tả mà lấy mua gì tao thầu đu lần nào nó mà chỉ giờ run không gì lì nó nó mà giờ thầu bê xì sân gió trời trồng luôn đi mà đen nhát lò lấy mà chụp kia chế plot tả đây chế plot tả để chơi để sống rồi này plot tả chế plot tả rồi cho chơi mà xử nó để nó cho sống là sẽ chỉ xe mà số dân chỉ dùng lên nó xem mà họ nó uống được cái hạt kia nhà này nó mà là mua cầu tại lũ chén kìa nhà tả đây nhà tả rồi lên y lên chế nó muốn nó cho nó bé nhà ta plot ta chứ họ chó lại thì xa thì nó xa thì nó mà mua áp chế thì xì thanh gì tao plot ta thì nó có một tao xa thì thanh đấy mà chỉ bỏ nữa nó nhóc một vệ trống thanh nữa lo thì lo đây lò vừa phải lúc cái hà nào rồi cái hà phải cho sống về nó lo ít tụ cứ để nhóc của sát to được lo hành mà được gì tạm mà không lúc khó mà thì đừng chắc cho can chế to là bên luôn để nó nè để nó mà buồn đã cá rồi buồn đã cá rồi chạy đây nha trông lúc chế là bóng để nó nè trông lúc chế là bóng rồi họ hầu nhân gia hầu khó để đá đá không mà lúc còn tụ nhóc to thì to nhóc nó nha tôi nhà tôi tản nó đấy hầu nó mà to đi to nhá phòng nó này mà sport size to này bộ cái chả này này thì nó mà y tia bao cử rong rong để một nhà tải thôi nhà tải này bộ tí lệ đồ bộ cho bộ toàn nó thì sẽ có một gì tao tí thanh ra sao để sao nhà nhà tải của nó buồn đã cá giòn ra cú rò của ta cú cho nên sau để nó cũng một nhát cho bộ về trong thanh ha rồi sau đời sau này để nha thì tải nó này họ mà to thì to lộ ua tên thì tiêm lên đây tiêm bóc cử họ nha tà đi từ về lũ hà này nó lò bây giờ nó lò tao ý bà lo thì lo để nó được tao lo cơ này còn tao cơ nhà chợ lò nái mà nó plot tê mày bỏ trong thì nó ta hôi lấy nhỏ chỉ bỏ chợ nung mà khô thật chứ khô mà tê bỏ cứ tê lên lưu ta chỉ tao no cũng chẳng nó nè lấy chợ của ý cứ phô xong đấy tôi muốn mua chế cũng chẳng cứ hà nè tôi muốn mua chế bún đạp cứ hà thơ hết lò của tao nó bị gió này còn như thế này bị gió này bây giờ chế mà lo tạt cho hậu này chỉ bao giờ thế lúc chế mà ổn thì chả uồn cho bún thì nó mà chúa cho từ vuông chúa chử luôn chú chế mềm mềm sư à, có gì rồi nên sao đây rồi bố nhóc bố về trong lấy cha lấy tiền túi tôi khi bố về nó mà lấy chai đây thì xả lấy cha cho túi thầu tôi về nó kia may mà còn dắt được trâu lên trên đỉnh đấy nó không cả trâu cả lợn gà trôi hết đây ngập hết ở chỗ cây phượng bên này có một cái nhà ngập hết không nhìn thấy đây 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 mấy cái nhà này ngập hết đây đây, đây là trận đầu tiên được một thế kỷ này mới có
Tôi thích nghĩ là lý do trận thiên tai này là do con người chúng ta không có ý thức, chúng ta khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi cho nên là mới có cái hậu quả thiên tai như thế này. Do ông trời đòi lại công lý vì con người không có ý thức khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi. Đấy. Bây giờ có cái hậu quả này rất là đáng sợ. Ngập hết trên này về. Ở trong cái thung lũng này có vài chục cái nhà ngập hết. Đây. Chỉ còn một số gia đình nó ở trên cao một chút là mới còn thôi, còn lại là ngập hết. Gia tài của các gia đình là không lấy được, chỉ chạy để thoát thân mà thôi. Còn gia tài là trôi hết theo nước. Có một số nhà là cả tivi tủ lạnh là ngập hết ở trong trong nhà hết. Con ơi, xem này, đây nó một chúa lúc chú chế chửi thì nó chứ. Họ để nó mà lúc chế mó, lúc chế lo nó. Lúc chế lo họ lúc chế mó, lo tả nó. Lúc chế lo cũng lo tả nó. Lo tả nó. Thì nó này. Lúc chế từ cũng lo tả nó. Cho nó tí là cho nó xế rò. Cho nó kè họ mà anh chỉ bỏ lại này. Cho nó kè họ mà anh chỉ bỏ lúc chế này. Lúc chế như lo đề, hậu đề này. Để sao lúc thì nó. Lúc thì nó cũng thì nó cô plota ta thì này, này. Cái chúa thì nó xin này, có cá hay lắm, chế mà plota ta này, cái plota ta, khó nó này, khó cu hay cho nên, hay để mua plau lúc chế nhau nó plota ta này. Còn đây sau thì nói ý cho mong gồm của ấy lúc phua này. Tôi muốn mua mua nó của tí nó cho xuống nó plot tả à, tí nó đây sáng ngập công tơ điện ra rồi đấy mà nhà nước không tắt điện thì không biết là thế nào đây, có nguy hiểm đến tính mạng của dân không? Đây, đây, nó lúc trên thì nó có plot tả này, plot tả này, thế nào nó, cái chồng không mà mua cho can 20 lít, à, bút pha cho chai cho một, là cho một lúc giò sát tí này. Tôi mua giò, ú giò nó, giò nó có tài địa plot tả không nào? Chạy plot tài nhà tôi này cho sạc điện này này chú mẹ mẹ mà tôi cho sạc điện thế chẳng chỉ tôi điện mà cho tôi chạy này chạy rồi tôi mà dò là cái tạt đĩa hay là đồ thủy tạt này nó mua nó mình mua là có tạt đĩa phải nào này tuần ra mà này tôi mua giò cũng giò non cho tiền nào mua tới cho lò này mua tới cho lò mua tới cho lò ngay là một trái ngay là một bộ bệ trong này à, tuần ra nó này tuần ra nó này phải chạy với tôi mua giò này.